Hình bát đúng chuẩn, tức là thầy cũng đã từng qua và có đủ thì mới đến bây giờ thầy tu hạnh đầu đà để bị kêu là ăn mày ăn xin rồi là thần kinh hâm điên. Đấy là vị thầy là sư cố đạo thật thật sự, chơi đạo thật thật. Đây là Phật tử Trần Thị Minh Long ở Hà Tĩnh, và Phật tử bác sĩ Trần Văn Lập, đây là mẹ của bác sĩ Lập. Bà đã ăn chay trường và đa số là ăn chay một bữa. Mua quái khi ăn đi quái luôn này. Thầy quay cái chủng dương coi chứ. Hôm nay chủng dương chủ dương chúng về mở hàng ở Tây Quang đi bộ về. Không ai động, coi như không ai động. Đục đồ cho thức ăn và chủng dương. Để có đủ đấy. Để hai tư lệnh hai người nó thân hai tư lệnh ba 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 ba
đó, cái thấy đó, cái thấy đi, 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 cái cái Nguyễn Tạng nói bà bạc bắt mấy món cái thật thầy à còn có đồ đấy thì nó đang cẩn thận ta thấy cái liền nếu mà nó gặp cái anh rồi là đâu chưa đấy đừng bỏ thầm đồ cái đứa đó thấy mình sẽ như cái gì vậy đúng không nữa thì ra đi ra đâu là bộ cái này nữa 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 bơ cái này đi đọc lại đây. Đi vào đi vào bên đây không được. Sao lại không nhận tiền? Mọi người được hạnh phúc rồi rồi. Chỉ nhận thực phẩm chứ đâu có nhận tiền được không? Đấy. Như thế là nó phạm giới. Không sao. Không có nhận tiền được đâu. Thông cảm với chứ. Không nhận à? Vâng. Chơi chung mọi người như thế là được. Vâng, và thôi sư đi nhá. Vâng. Rác thì hay ở trong nghĩa địa hay chỗ nào đó xong rồi mình tự may lại thôi. Dạ, mấy bữa thấy ở dì sư cái này là gì à, cái anh kia hồi nãy trời mưa cho cái áo mưa. Dạ, còn cái này? À, cái này là cái nồi cơm để đi xin khách thực xin cơm. Dạ. Để vào buổi sớm. Này là cái nồi nồi bằng nồi bằng biển đó. Nồi nhôm, dạ, sông nhôm. Rồi đi, dạ. Sư hôm bữa có thấy sư đi ngoài Lạng Sơn đi ngoài đi về. Lạng Sơn cái video mà phỏng vấn thầy cái anh gì đó, anh phỏng vấn á, nói chuyện giảm giặt á, tôi đến khúc kia khúc nọ khúc này. Thầy có ăn chay không? Ờ dạ, có ăn chay. Ví dụ mình đi khất thực này người ta cho ăn, cho gì ăn đấy chứ? À, chẳng hạn như là cho thì mình dùng nhưng mà mình phải nên ăn chay để khỏi sất sánh. Không nhưng mà lỡ dù mình khất thực người ta không biết người ta vẫn cho ăn đồ mặn này sao? Ờ cho đồ mặn thì mình nhiều khi mình có cái đồ chay thì mình ăn cái đồ chay mình bỏ cái đồ mặn. À. Tại vì ăn cái đồ mặn này hắn dục chịu không nổi đâu. Tại vì cái đấy có cái thiệt. Tại vì một người thấy anh mày và thấy em út ra thích đi. Ờ. Mình nói là nó hạn chế, nó ít nó ít dục chi thế không sao được, tại vì cái đấy là sinh lý của con người, thì ai cũng thế cả chứ. Tại vì con là con đất thiên, cái con đấy chưa. Bây giờ về cái mấy cái thông tin hồ sơ địa chính đâu là thầy vẫn nhớ hết chứ nhỉ? À dạ, những cái đấy thì con làm thì con nhớ cả. Bây giờ thì con cũng làm được hết, nhưng mà cái đấy giờ mình nghĩ đến mình tu hành như thế đâu có làm cái đấy hết. Nhưng mà cứ đi tìm biết như vậy rồi bố mẹ có liên lạc không? Hay à bố mẹ thì cũng như mọi người đấy thôi, giờ bỏ nhà hay bỏ họ đi tu hành theo Phật rồi đâu có như ấy hết, giờ mọi người cũng là bố mẹ cả, đều là anh chị em cả. Nhưng mà tôi biết không liên lạc bố mẹ ấy, không yên tâm buồn. À, xin họ rồi mà giờ làm sao mà buồn được rồi. Ờ, trước sau gì rồi họ cũng chết à. Dạ chết mình cũng thế, chứ không chạy được, nhưng mà trước khi mình chết, mình học được cái đạo đức á.
Ừ, để tập cái cuộc sống của mình ở không nhà, không ai cả. Nhưng mà, ừ. Như này rồi có bữa thử cái phong ban ăn có một bữa cho những hồi ở đây không? Ờ, và ăn ngày một bữa. Mấy cái thầy này là thầy tự ngộ rồi tu hay là mình học theo cái giáo lý nào? À, đâu mình về học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong kinh Nikaya chứ không mình sao tự ngộ. Nhưng mà thầy đi thì kinh đâu thầy đọc hay là lên trên mạng đọc hay thế nào? À, ngày xưa ở đang làm ở đây là con đọc kinh. À. Nhưng mà vẫn chưa sai điện thoại à? Không dùng điện thoại, không dùng cái gì cả, máy tính, điện thoại gì cũng không dùng cả. Thế bây giờ thầy đi như thế là buổi tối thì ngủ ở đâu? À, tôi ngủ nghỉ địa với cái nhà hoang họ bỏ. Ừ. Hay là bãi thơm ma gì gặp chỗ nào gầm cầu gầm cống như cũng ngủ hết chỗ nào. Trời mưa sáng được là được. Dạ, trời mưa. Trời mưa sao ngủ? À, trời mưa thì nói chung là nhà các cái nhà văn hóa của các ủy ban hay là họ để cửa đấy, hay là cái đình miếu gì đó tránh mưa được là cứ ngủ. Những cái chỗ mà họ sợ hãi thì mình cứ chạy tới đó họ ở. Để tập là thấy gì à? Có thấy gì đâu nào mà có thấy gì đâu thì mình vào đấy theo người âm á, mình có thấy cái người âm không? À, cái người âm mới chịu được mà phải ai mà tu hành giỏi có duyên hay thì mới gặp được người âm. Bây giờ người âm mình đâu có phải tu chưa đủ phước để gặp họ đâu. Dạ. Thì chú mày chưa nghe nói chuyện liên lạc được à? Chưa, thì tu lâu năm ấy. Dạ, sao cũng sợ đó. À, nhưng mà mình biết rồi. Chẳng hạn như con nợ nần gì với lãnh đạo thì lãnh đạo mới đòi con chứ. Nhưng mà con tới đây làm ác với mọi người thì giờ mọi người ghét đuổi đi chứ con chuyện thì mọi người không làm gì cả. Mọi người cũng bỏ cho người âm cũng thế nên là mình biết được cái lý đó rồi là mình cũng sợ đấy. Thôi thầy làm với là Thủy làm chứ nhỉ? 13 mà biết tức là cái dù thầy Tú tặng bà Tú ơi bây giờ em tới ở đây bà già coi tới đi thôi. Mô Phật, thầy ơi con đây. Thầy mô Phật. Trời ơi. Làm cho như là đúng theo quán tính của con là được gặp được thầy luôn rồi. Con xin lỗi con có làm phiền cái lúc thiền định của thầy không? À không có sao cả, mọi người do nhân viên. Dạ. Dạ, con đây, thầy nhớ con không? Con nhớ hôm gặp ông Diễu năm 3. Mọi người lên nha, mấy bữa con ngồi ở sau hàng đá phía sau, mọi người con lên đây cũng không thấy được. À. Con mấy bữa nay thì con hay ngồi cái chỗ đây. Dạ. Chỗ, nhưng mà khi mà con không có muốn ấy thì con ra phía sau á. Dạ. Mọi người con lên đây kiếm cũng không ra được. Dạ. À, không, thầy yên tâm đi. Đây đá nhiều. Mà thầy trò mình mà có duyên là thầy ngồi chỗ nào con cũng thấy hết á. Vâng. Dạ. Thì mấy hôm vừa rồi trời nó có mưa thầy ngồi đây có bị ướt không? Dạ không, cái chỗ này con tuy nhỏ nhưng mà đối với là học tập theo lời dạy Phật ấy, thì mình đang là tập học chưa được cái gì cả, nhưng mà mình có cái chỗ để núp như thế này là thấy hạnh phúc rồi. Dạ. Là đủ cho mình để tránh mưa tránh gió rồi, tránh nắng nhé. Mình lên đây mình ngồi thì mình gọi là để mà mình tập cái xả bỏ sống đời sống cho nó mong rằng được cái đạt được cái sự đạo đức mà như trong lời Đức Phật dạy á. Dạ. Dạ. Nhá. Dạ. Không có phải lo về y áo, lo với tới chùa xin hay là tới các cái Phật tử hay gia chủ họ có tâm rộng lớn họ cho á. Dạ. Thì mình không có để cho họ có một cái khoản tiền họ trang trải cái đời sống của họ, mình cũng không có. Trừ trường hợp mà mình bị đột ngột quá mình không có thì mình mới tới mình xin, nhưng mà rảnh rỗi thì mình làm được cái cho mình mặc thì nó được cái là thoải mái, khỏi phải phiền tới ai. Dạ, thường thì chuyện này ngày xưa thì con cũng giống như mọi người thôi, một người công nhân đi làm việc bình thường, nhưng mà có cái duyên đấy sau này con nói chung là mình ở đời thì có do cái nhân quả của mình là nghiệp tu hành hay sao á, cái công việc với lại cái thành lập gia đình với lại cái chuyện yêu đương nam nữ hay ở đời hay lại học hành hay các thứ là mình thường hay dở dang. Chẳng hạn như những cái mà mình tìm cầu mình ưa thích ấy, thì nó lại không được như mình viên mãn, nhưng mà những cái mình không mong đợi thì nó cứ tới. Cái xong rồi một thời gian mình cũng sống như thế rồi thì mình thấy bạn bè mình ai cũng có gia đình cả, thì mình đây là thấy họ
thấy có gia đình thì thấy họ con cái thì họ bận rộn khổ quá, mình đang đi ngoài kêu họ uống cà phê chẳng hạn, họ mắc việc của họ đấy, nên mình nghĩ lại cái chán ấy, thế con nói là chắc có cái con đường nào để cho mình thoát đấy, nhưng mà mình thành lập gia đình thì cũng giống như mấy người bạn này thôi, chắc chắn là như thế. Rồi dần dần thôi cứ không ấy là mình cứ đi làm việc bình thường. Xong rồi có cái cơ duyên này mình nói là chỉ có Phật pháp mới giúp cho mình được, thì con mới lần tìm ở trên trang mạng con học Phật pháp thì con tu hành thì cái nhân duyên như thế này con đưa đi dẫn tới cái bộ kinh Nikaya của Phật. Thì con nói đây là về chân lý đây, thì mà thấy cái lời dạy này cao cả quá, mình phải theo mình học cho bằng được, thì mình mới có đặt cái niềm tin đó, mình đi theo mình học thôi. Nhưng mà mục đích đó thấy nó hạnh phúc, nó tốt đẹp, chứ còn ở đời mình đi làm cái gì thì làm mình làm như thế, nhưng mà nó vẫn có một cái gì đó làm cho mình buồn khổ mà trong tâm mình không biết. Nhưng mà đến khi đi ra như thế này rồi thì mình đi xin ăn, đi lời dạy của Phật, sống thẳng bụi, thẳng nghĩa địa, thẳng rừng, thẳng núi, theo cái hạnh như thế thì tuy là giống như cây bang đấy, nhưng mà mình thấy hạnh phúc, được sự thoải mái, chả lo âu gì nữa. Giờ mình thấy cha mẹ mình cũng giống như bao người khác, chẳng hạn như giờ con gặp anh đây thì cũng giống như nếu mà độ tuổi hay là cái gì thì cũng giống như là anh trai hay là anh em của con thôi. Con cũng đều nói như thế, cũng bình đẳng như thế cả, chứ cũng không có cái gì nữa, tại vì mình được cái sự không có giảm cái sự luyến lưu đối với họ. Nhớ cái tình thương nên nó buộc mình. Rồi cái lúc mà thầy quyết định như vậy thì thầy có tìm một cái ngôi chùa nào đó để thầy nương tựa để mà học Phật pháp không? À có, ngày xưa là con học hành xong chui rồi con đi làm việc, xong con vừa đi làm việc vừa học kinh sách xong chui rồi con vào, thì lúc đấy là con nghe cái gì mọi người hỏi cái duyên đấy thì con cũng nói sự thật, tại vì con nghe là gọi là trưởng lão Thích Thông Lạc ấy tu chứng đạo A La Hán giải thích ở trên đấy, thì con sắp xếp xong chui rồi con vào trong đây ở một thời gian tu hành thì thấy mình căn duyên, cái duyên của mình không đủ ở đó, học hành theo cái lộ trình đó, cái pháp môn đấy không phù hợp với mình thì mình bỏ ra, mình không đi nữa, mình theo cái bộ của lời Phật dạy như thế nào thì mình hành cái hạnh gọi là khất thực xả ở ngoài, đi sống như thế này nó đến như thế này, nó thành ra như thế này, cứ theo cái hạnh đó là nó thành ra. Anh gặp là thấy con ngồi như thế này đấy. Vậy thì thầy đã ở trong chùa khoảng bao nhiêu lâu? Dạ con ở đó gần 7 tháng rồi, bắt đầu đi ra ngoài, con ở các cái chẳng hạn như là về chỗ nhà mình hay là cái gì đó, mình cũng ở tập cái hạnh sống gọi là nhập thất đấy, hay là ở rừng ở núi, hay là đi giải quyết một số công việc, gọi là cái thời gian mà ra khỏi chùa đó là con sống gần như hạnh cư sĩ ấy. Ở sau xuôi rồi đến năm 18 thì con mới đi xin được y áo theo hạnh khất sĩ, theo một vị tu hành ở núi Dinh, theo đó con học khất thực khất sĩ xong xuôi họ cho y áo chỉ rồi bắt đầu con tự mình đi. Họ cũng không muốn ở với họ nữa, tại vì nó cũng có một cái không đủ duyên, có cái gì đó nó khác với họ, cái là bắt đầu tự mình đi, xong rồi tự mình đi rồi con ra nghĩa địa con nữa. Bình thường ngày xưa thì họ nói là ở mình thì cấm khất thực, không cho khất thực hay là không đi hạnh này, là họ nói là chỉ có thuộc thời Đức Phật thôi, chứ hiện tại bây giờ thì không ai không cho phép. Thì con nói là bậc A La Hán chánh đẳng giác Như Lai giảng thuyết pháp giảng dạy thì ngài là bậc trí như thế thì thời nào nó cũng đúng thôi, chứ không phải là thời kia mới đúng. Mọi người ở nhà như thế nào thì không biết, con không biết, nhưng mà con đi như thế này mong rằng con bòn chút công đức để con bù đắp, để có cái thiện để con giúp cho con giải thoát cho khi nghiệp phân đổ ra. Không phải dễ đi trên đường nghiệp ở trong thân phân đổ ra. Các cái bệnh đau ở trong hắn đổ ra, rồi nghiệp giống như cái anh hồi nãy cút đấm nữa. Như thế anh thấy không? Nổi xô lên, gồng lên, cái băm một lệ, một đấm vào mồm, máu chịt lên. Khi đó là có cái ông già, ông đứng ông nhìn. Có một người già đi bắn chuối về sau á, đứng nhìn khi... Nhưng mà khi họ quất mình đấm mà mình không có nổi sân hận á, con nghĩ là may
con học tập công đức thì con mới không từ bi được với họ. Mình từ bi được với họ thì con thấy rất là hạnh phúc, rất là tốt. Nhưng mà sao bây giờ mấy cái mục này là cũng nên để vừa học tập cho mình á, chứ không có mục đích gì khác, để sống ghi hành, không có chỗ ở nữa, không có nữ chứ nữa, lang thang nay đây mai đó. Dạ thưa sư, thì con nhìn thấy trên người sư đang mặc là pháp phục được đắp y. Dạ thưa sư, có phải pháp phục được đắp y là những mảnh vải mà những người dân hàng ngày họ không sử dụng nữa, họ vứt ra đường, rồi sư nhặt về, sư tự khâu vá lại, rồi trở thành một bộ pháp phục được đắp y phải không? Dạ, cái áo cà sa bằng vải phục này thì nó không có cái gì quý giá cả. Giờ ra ngoài đường ai muốn lấy thì cho họ lấy cũng được. Tại vì lấy hết cái này thì con lại nhặt cái khác, con lại may cái khác thì rất là nhiều, nên là con cũng không phải lo, mà nó cũng không có quý giá gì cả. Chứ theo giờ là sư là tự giác tự đi là nay là được bao nhiêu năm rồi sư? Dạ con đi xuất gia năm 2015, nhưng mà ở chùa mất 2 năm. Ở chùa 2 năm. Xong rồi con bỏ chùa rồi ra đi được 4 năm rồi. Vậy là tính ra bây giờ là sư từ ngày xuất gia tới giờ là khoảng 6-7 năm rồi. Mà ngày xưa mình tu trong chùa mà sao tự nhiên bây giờ mình phải bỏ chùa mình đi? Cái nhân duyên mình không ở, cũng giống như là mình ở nhà vậy đó. Đang yên đang lành thì bỏ nhà đi vào chùa. Bỏ nhà đi vào chùa thì rồi một thời gian này cũng bỏ chùa đi thôi. Chứ cũng chả thăm đắm gì trong chùa nữa. Giống như là mình cái xác trần của mình không dướng bận cái gì nữa ha. Dạ cái nhân duyên nhân quả chứ. Có ai bỏ hay là nghĩa địa thì có nữa. Sư hay tá túc ở trong nghĩa địa nhà quen á. Con tới cái chỗ nào mà hoặc là người nhà dân cũng được, nhưng mà họ cho cái chỗ mình ngồi nghỉ thì mình ngồi nghỉ. Xin họ giúp cho. Chứ mình thì đi trên đường cũng chả tài giỏi gì được, cũng phải nhờ dân với lại mọi người họ giúp đỡ thì mình mới học tập được. Nói chung là cũng như cây rừng để nương tựa mà sống. Rồi học tập cái đạo đức cho mình. Giờ không biết như thế nào nữa, nhưng mà mình học cái đạo đức với lại được chỗ nào thì tốt đẹp chỗ đấy. Mình cũng không biết như thế nào là đúng là sai, nhưng mà cố gắng. Lúc nào cũng cố gắng. Cái duyên như thế thì mình cũng vui vẻ. Vậy là cứ mỗi khi á mà khu vực ở ngoài đây á, sư đi khắc thực vậy á, rồi người dân có làm khó hay là sao với sư không? Không, họ bố thí cái bánh cũng no rồi. Hay là những cái thứ mì gói hay là nước hay là cơm có khi cũng có. Có bữa có cơm, có bữa không.